có một giấc mơ, đặt chân đến condo ánh sáng Paris. Tôi yêu thời trang, tôi đam mê thiết kế. Con đường duy nhất tôi lựa chọn là muốn khẳng định chính mình. Từng chút một, mọi thứ bắt đầu hiện ra. Tất cả đang ở rất gần, gần đến nỗi tôi dường như có thể chạm tới. Không còn sợ hãi hay do dự, sự tự tin đó đang đến. Cánh cửa mới bắt đầu. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Chúng tôi đã thoát ra khỏi cái bóng của chính mình và bước ra ánh sáng. Cơ hội này tôi nhất định sẽ nắm lấy. Tất cả chúng tôi sẽ tỏa sáng. Xin được hân hoan chào mừng tất cả quý vị đến với lại đêm chung kết chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam 2013. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, sau một đường hơn 2 tháng với 12 nhà thiết kế và 7 tập chương trình được phát sóng, chúng ta tại buổi tối ngày hôm nay tìm ra nhà thiết kế xuất sắc nhất vào ngôi vị quán quân của chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam mùa giải đầu tiên. Vâng, và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì xin cho Thanh Vân được giới thiệu đến các bạn đồng hành cùng Thanh Vân tối đêm nay. Kính thưa quý vị, anh là một người đã theo dõi, bám sát và tư vấn tất cả các thí sinh trong suốt thời gian qua. Và đêm nay anh sẽ là nhịp cầu nối giữa các thí sinh và khán giả truyền hình. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho cố vấn thời trang Nguyễn Thanh Tùng. Khán giả truyền hình, quý vị thân mến, chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam được chúng tôi xem như là một chuyến hành trình của những cảm xúc đẹp, của những tài năng và của rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Trong ngày hôm nay, tôi muốn nói đến điều đó giống như là một thành công chung của tất cả chúng ta. Chương trình trong thời gian vừa qua đã trở thành tâm điểm của đời sống thời trang tại Việt Nam. Nó đã giúp cho nghề thiết kế thời trang được hiểu biết, trở nên đúng đắn hơn và chuyên nghiệp hơn. Nói đến thành công của chương trình này, chúng tôi không thể nào không nhắc đến sự ủng hộ quý báu của tất cả quý vị. Chính quý vị đã tạo thành công chương trình này. Nên trong ngày hôm nay, xin được thay mặt cho chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều vì điều đó. Cùng với sự thành công trong suốt chiều dài của chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những đơn vị tài trợ đã giúp đỡ chúng tôi, đồng hành chúng tôi trong suốt chiều dài chương trình này. Và sau đây xin được phép mời những đơn vị tài trợ cùng bước lên sân khấu. Đầu tiên, xin được phép mời đại diện của công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Models. Xin được phép mời lên đại diện mỹ phẩm Maybelline New York. Xin được phép mời đại diện của tạp chí thời trang Harper's Bazaar. Xin được phép mời đại diện thời trang Kanita. Xin mời đại diện khu căn hộ cao cấp Dragon Hill. Và xin được mời đại diện nội thất cao cấp. Chúng tôi xin được phép mời bà Lê Thị Quỳnh Trang,
Hội đồng quản trị công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Media GSC, đại diện nhà sản xuất chương trình Project Runway thiết kế thời trang Việt Nam lên sân khấu tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Dành một tràng pháo tay cho những đơn vị tài trợ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin được phép kính mời lên sân khấu những đơn vị tài trợ tiếp theo. Xin mời đại diện của khách sạn Crown Plaza West Hà Nội. Xin được mời đại diện của nhãn hàng điện thoại Nokia. Xin mời kênh truyền hình giải trí TV. Xin được mời đại diện thời trang Charles Kate Pedro and Accessory. Xin mời trung tâm hội nghị dưới Grand Palace. Xin mời đại diện hệ thống rạp chiếu phim. Và xin mời kênh truyền hình Cap Style TV. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Cảm ơn bà Quỳnh Trang cùng với tất cả những vị khách quý đã đến với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến với buổi tối ngày hôm nay thì chúng không thể nhắc đến một thành phần rất quan trọng, đó là những ban giám khảo. Ngay sau đây xin cho Thanh Vân được trân trọng giới thiệu vị giám khảo đầu tiên. Anh là một trong những nhà thiết kế thành công nhất Việt Nam hiện nay, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Chúng ta cùng chào đón nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt, đồng thời là quán quân của chương trình Project Runway Mỹ mùa thứ 2, chị Chloe Đào. Vị giám khảo tiếp theo là một lãnh đạo biên tập tạp chí Harper's Bazaar, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới, chị Trần Nguyễn Thiên Hương. Và chúng ta vẫn còn một ghế giám khảo rất quan trọng và rất quen thuộc của chương trình nữa, đó chính là Ngô Thanh Vân. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin mời Ngô Thanh Vân vào vị trí giám khảo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, với chương trình Project Runway, đó chính là một trong những mơ đã trở thành sự thật của Tùng. Và chương trình này đã giúp cho chúng tôi đến gần hơn với tình yêu và giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của rất nhiều những tài năng. Từ chương trình này chúng ta gặp gỡ nhiều bạn trẻ và hy vọng rằng họ chính là những tài năng mới của ngành thiết kế thời trang tại Việt Nam trong tương lai. Chương trình này đã đi qua hơn 2 tháng và nếu là riêng tôi sẽ vẽ lại nó bằng cảm xúc của rất nhiều người, bằng những kỷ niệm đẹp, bằng những chuyến đi, bằng cả những giọt nước mắt mà tất cả chúng tôi đã đi qua. Vào giờ phút này, rất mong quý vị khán giả truyền hình chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình một chặng đường đã qua của Project Runway và thiết kế thời trang Việt Nam buổi thứ nhất. Xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Shop sơ tuyển được tổ chức tại khu vực khách sạn Crown Plaza Hà Nội, trung tâm Grand Palace thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc cả nước để tiếp tục tranh tài trong vòng bảng. 12 thí sinh bắt đầu cuộc sống chung tại căn hộ cao cấp Dragon Hill. Chúng tôi đầu tư khu căn hộ cấp Dragon Hill, Resident and Steel và Grand. Phố xin được chúc mừng chào đón quý vị. 12 cách tính của chương trình nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã đến ngôi nhà chung ngày hôm nay. Xin các bạn vào phòng làm việc của mình. Họ chính thức bước vào cuộc thi với thử thách thiết kế vô cùng thú vị. Những bộ trang phục ngày hôm qua đang nằm trong những chiếc túi này và chúng sẽ trở thành nguyên vật liệu để các bạn thực hiện thử thách mới. Em không thể dùng cái áo khoác đó để làm cái vật để cho thử thách lần này được, tại vì đó là một vật rất là kỷ niệm đối với em. Bạn hãy để cho Hà tự quyết định chuyện đó. Xin mời các bạn chào đón đề tài mới của chúng ta. Lần đầu tiên mình cũng như các bạn khác thấy rác thực sự rất là quý. Với đôi tay và khối óc các bạn sẽ biến những vật dụng tưởng chừng bỏ đi này sẽ trở thành một chiếc đồng để đi dự tiệc. Chị nhóm này á, chị biết là cô này là cô vua chỗ túi giáp, tiếng Mỹ là Queen of the Trap. Tất cả chúng ta đều người mẫu là người sẽ giúp các bạn đến gần hơn với thành công. Bởi vì người mẫu có thể tôn vinh lên thiết kế của bạn hoặc làm hỏng đi trang phục đó. Và đây chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt người mẫu từ công ty BG Model. Xin mời các người mẫu. Tôi mong muốn các bạn sẽ làm một mini collection chủ đề mùa hè sôi động.
các bạn sẽ cùng làm việc theo nhóm. Bây giờ anh Hà vẫn cứ lăng man mà không xác định được là mình sẽ sử dụng giải nào, bây giờ xác không định phải nào em sử dụng. Vấn đề đầu tiên anh quyết định đồ cái này, anh đồ cái kia, đồ cái nọ thôi là. Còn em sẽ là người quyết định cái chuyện này được chưa? Đề bài của chúng ta lần này, các bạn sẽ thiết kế thời trang với chủ đề cảm hứng Việt Nam. Như các bạn cũng đã biết, thời trang và trang điểm luôn song hành với nhau. Và trong thử thách lần này, chúng tôi rất cần các bạn hỗ trợ để giới thiệu phong cách trang điểm thu đông đến cho người tiêu dùng. Và các bạn sẽ phải chọn một trong bốn phong cách sau đây: phong cách rock, phong cách cổ điển, phong cách dạo phố hoặc phong cách công sở. Các bạn sẽ có một ngày để thay đổi hình ảnh của mình từ đỉnh đầu xuống gót chân. Chúng ta sẽ gặp gỡ khách hàng rất đặc biệt. Quốc hà nhắm đủ giả ngay không? Chúng ta đang ở cuộc thi thời trang, dù chúng ta thiết kế kiểu gì chúng ta không được quên nhất thời trang của nó. Ngọc Anh có một cái đề nghị, các bạn sẽ thiết kế cho Ngọc Anh một bộ đồ phải là một cái đầm dạ hội, chất liệu phải thật đẹp, lạ, độc đáo và phải thật nổi bật trong. Thời trang cao cấp thì đối với tôi không phải là những gì mà gắn lên cầu kỳ quá, cầu kỳ đó nằm trong cái sự mà tỉ mỉ đơn giản và điều đó hoàn toàn không phải thứ mắt thường. Đến với chương trình tôi có rất nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên tôi được may một bộ trang phục từ rác thải. Lần đầu tiên lấy số đo tỉ mỉ của một người nổi tiếng. Đó là những trải nghiệm quý giá mà không phải lúc nào bạn cũng có thể có được. Project Runway đã đem đến cho tôi những người bạn mới, một gia đình mới. Ngoài những khoảng thời gian căng thẳng tập trung để vượt qua những thử thách thì chúng tôi đã được vui đùa với nhau, đi xem phim, đi ăn cùng nhau. Và đó là những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Xin chào Singapore! Có thể nói, Project Runway mùa giải đầu tiên đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Chương trình cũng chính là sân chơi đầy ý nghĩa cho tất cả những ai đam mê thời trang và muốn trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Tôi nghĩ nếu các bạn đam mê thời trang thì các bạn hãy đến với Project Runway Việt Nam, bởi vì chương trình là bệ phóng tốt nhất để tất cả các bạn phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang của mình. Quý vị và các bạn thân mến, một chuyến hành trình đã đi qua với rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm đẹp. Ở trong sân khấu này chắc chắn sẽ có rất nhiều những kỷ niệm đó. Và trong một mùa đi qua với rất nhiều những tài năng thì chúng tôi đã tìm ra được 12 nhân vật đi vào ngôi nhà chung. Và một trong những điều rất là tự hào muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay đó chính là những nhà thiết kế đã từng tham gia chương trình Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam ở mùa thứ nhất đều đã có mặt ở đây. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón họ. Những người mà chúng tôi rất yêu quý trong một khoảng thời gian. Và mặc dù khoảng thời gian ấy rất ngắn ngủi, nhưng mà chúng tôi đã trở thành một gia đình, nơi mà chúng tôi chia sẻ với nhau tình yêu dành cho thời trang và tình yêu dành cho nhau nữa, phải không ạ? Quý vị thân mến, trải qua những tập của chương trình, một trong những điều khắc nghiệt nhất đó chính là lần lượt nhà thiết kế tài năng sẽ phải ra đi. Và chúng ta chỉ còn lại 3 trong số 12 nhà thiết kế xuất sắc có mặt trong đêm chung kết hôm nay và đi tiếp chặng đường còn lại. Họ là ai? Và họ đã chuẩn bị như thế nào cho đêm nay, đêm mà tất cả chúng ta tôn vinh cái đẹp của thời trang? Xin mời quý vị chúng ta một lần nữa hãy cùng hướng lên màn hình để theo dõi hành trình đến với đêm chung kết của ba nhà thiết kế xuất sắc nhất trong Project Runway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam. Tôi là Lâm Gia Khang, hiện tại tôi là một nhà thiết kế tự do. Tôi đến với Project Runway Việt Nam với một niềm đam mê thời trang rất là lớn.